Thông tin tại cuộc họp, ngành y tế Đà Nẵng cho biết gần 2 tháng chuyển trạng thái bình thường mới. Theo nghị quyết số 128, đến nay Đà Nẵng có 3.218 ca mắc COVID-19, trong đó 148 ca ngoại tỉnh. Hai điểm nóng nhất hiện nay vẫn là quận Liên Chiểu với gần 1.000 ca COVID-19 và quận Sương Trà có 812 ca mắc. Hiện Đà Nẵng có 4 địa phương tương đương cấp độ dịch cấp 4 là phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu và hai xã Hòa Liên, Hòa Sơn, huyện Hòa Vang. Trong bối cảnh mới, thì các đơn vị địa phương cũng đề xuất cần có điều chỉnh xét nghiệm diện rộng về tiêu chuẩn cách ly F1 tại nhà, mở rộng điều trị F0 tại nhà, cũng như bổ sung các biện pháp hành chính phù hợp với các địa phương có ca lây nhiễm cao, đặc biệt tăng cường kiểm tra, xử phạt vi phạm. Ngoài ra, cần siết chặt phòng chống dịch tại các khu công nghiệp.